Bản tin trưa ngày 21 tháng 5. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 21 tháng 5. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, bệnh nhân COVID-19 thứ 40 tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh thêm một ca dương tính. Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh thí điểm cách ly F1 tại nhà, dân tự lấy mẫu xét nghiệm. Gần 30 bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy, Bắc Ninh đề nghị hỗ trợ máy ECMO. Thành phố Hải Dương giãn cách xã hội nên bệnh cấm nhân viên y tế ra tỉnh ngoài. Trẻ mầm non ở Sài Gòn có thể đến trường từ ngày 14 tháng 6. Tình thế giới, Ấn Độ dự kiến sẽ ra khuyến nghị đeo 2 khẩu trang. Mỹ cho bảo quản vaccine Pfizer ở nhiệt độ tủ lạnh trong 1 tháng. Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, giao tranh đến phút cuối. Mỹ cam kết viện trợ. Mỹ-Nga hòa hoãn, Mỹ xuống nước trước điều kiện của Nga. Thủ tướng tương lai của Samoa hứa hủy dự án phát triển cảng với Trung Quốc. Và sau đây là thông tin chi tiết. Đầu tiên, mời quý vị cùng đến với một số thông tin dịch bệnh trong nước. Bệnh nhân COVID-19 thứ 40 tử vong. Thưa quý vị, vào 6 giờ sáng nay ngày 21 tháng 5, Bộ Y tế thông báo Việt Nam có 24 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó Bắc Giang là 15 ca, Điện Biên 6 ca, Hải Dương 2 ca và Bắc Ninh 1 ca. Và tối qua ngày 20 tháng 5, CDC Hà Nội thông báo ca tử vong COVID-19 thứ 40 là bệnh nhân 3028, là nữ, 70 tuổi, có bệnh nền cao huyết áp, đái tháo đường và di chứng tai biến mạch máu não. Bệnh nhân 3208 có địa chỉ tại 14/97 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân điều trị tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh từ ngày 3 tháng 4, được xác định mắc COVID-19 vào ngày 5 tháng 5. Bệnh nhân này tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm COVID-19, tăng huyết áp, di chứng tai biến mạch máu não và đái tháo đường. Như vậy, đây là ca tử vong thứ 40 trong nước liên quan tới COVID-19 và là ca tử vong thứ 5 trong đợt dịch mới này. Tiếp theo là thông tin, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ca dương tính lần 1 ở Gò Vấp. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hôm qua ngày 20 tháng 5 vừa ghi nhận thêm một ca dương tính lần 1 với virus Vũ Hán ở phường 8 quận Gò Vấp. Các cơ quan chức năng đang khoanh vùng, truy vết, cách ly, khử khuẩn. Hiện chưa có thông tin cụ thể về ca bệnh này. Cũng ngay trong tối qua, lực lượng chức năng phường 8 quận Gò Vấp đã cử nhiều lực lượng đến tại hẻm 954 Quang Trung để khoanh vùng, dựng rào chắn kèm bảng khu vực cách ly tạm thời. Người dân cũng không được ra vào khu vực hẻm này. Nhiều nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong hẻm. Cũng liên quan đến dịch tễ, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 gia hạn thời gian cách ly. Thưa quý vị, hôm qua ngày 20 tháng 5, Bộ Y tế quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung đến 8 giờ ngày 26 tháng 5. Và bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị các ca bệnh mới dương tính với virus Vũ Hán trong thời gian cách ly y tế. Như vậy, sau khi cách ly y tế 14 ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung tiếp tục được gia hạn cách ly thêm 7 ngày nữa để phòng bệnh, nâng tổng số ngày cách ly lên tới 21 ngày. Tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh này thí điểm cách ly F1 tại nhà, dân tự lấy mẫu xét nghiệm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp ngày 20 tháng 5 đã đề nghị tỉnh Bắc Ninh thí điểm cách ly F1 tại nhà trong tình huống có nhiều ca nhiễm và khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ. Theo Phó Thủ tướng, việc thí điểm áp dụng trước mắt ở quy mô nhỏ với các gia đình có điều kiện về nhà cửa, đảm bảo khoảng cách với xung quanh, người tiếp xúc gần ca dương tính F1 sẽ được cách ly tại nhà, kết hợp giám sát bằng công nghệ và hàng xóm cùng người dân xung quanh. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bắc Ninh thí điểm hướng dẫn công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm, có giám sát của cán bộ y tế để thực hiện xét nghiệm nhanh. Cũng liên quan đến Bắc Ninh, gần 30 bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy, Bắc Ninh đề nghị hỗ trợ máy ECMO. Theo ghi nhận từ VN Express, tính đến hôm qua ngày 20 tháng 5, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, 29 bệnh nhân phải thở oxy, một bệnh nhân lọc máu liên tục. Trước tình trạng trên, Sở Y tế Bắc Ninh trong ngày đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 2 máy X-quang di động cho 2 bệnh viện dã chiến, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ triển khai đơn nguyên hồi sức cấp cứu ICU và chuyển giao kỹ thuật ECMO, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, Sở Y tế Bắc Ninh cũng đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ một số loại thuốc do các đơn vị cung ứng hiện nay không có thuốc để điều trị bệnh nhân nặng. Để hạn chế chuyển các ca nặng từ Bắc Ninh lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương,
Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong ngày 20 tháng 5 cũng đã đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cử ngay ekip chuyên môn hồi sức tích cực chuyên sâu về ECMO, thở máy hỗ trợ tại chỗ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện. Hiện tại Bắc Ninh, dịch bệnh đã lây ra 7 huyện, thị thành với hơn 370 ca. Thành phố Hải Dương giãn cách xã hội, Ninh Bình cấm nhân viên y tế ra tỉnh ngoài. Sau khi phát hiện thêm các ca nhiễm mới, thành phố Hải Dương thông báo áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với toàn bộ thành phố và thực hiện chỉ thị 16 đối với một số điểm cần thiết như các cụm dịch. Theo đó, người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau nếu không cần thiết. Toàn bộ các quán ăn, uống phải đóng cửa. Bên cạnh đó, các khối học sinh lớp 9, lớp 12 dừng đến trường và học trực tuyến. Tại Ninh Bình, hôm qua ngày 20 tháng 5, Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc đã ban hành yêu cầu nhân viên y tế của tỉnh này không được ra ngoài tỉnh, trường hợp cần thiết phải xin phép lãnh đạo cơ quan. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình cũng tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách đi đến những vùng có dịch và ngược lại. Tỉnh này cũng khuyến cáo người dân không được đi ra ngoài tỉnh, hạn chế các hoạt động tập trung đông người tại các địa điểm phục vụ ăn uống. Các nhà hàng, quán ăn chỉ được tiếp nhận số lượng khách không quá 50% số bàn hiện có và phải giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét, một bàn không quá 2 người và các bàn có tấm chắn ở giữa, thường xuyên đo thân nhiệt và nhắc nhở khách hàng sát khuẩn tay. Tiếp theo là thông tin trẻ mầm non ở Sài Gòn có thể đến trường từ ngày 14 tháng 6. Theo Tuổi Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh cho phép các cơ sở giáo dục mầm non được hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 13 tháng 8, tùy theo nhu cầu của từng phụ huynh. Tuy nhiên, khi được hoạt động trở lại, các trường mầm non phải thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các cơ sở này có thể tuyển sinh cho năm học mới bằng cách đăng ký hồ sơ trực tuyến. Theo thống kê, hiện khu vực này có hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên. Tiếp theo là thông tin, Việt Nam hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế. Thưa quý vị, hôm qua, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đại diện Việt Nam đã trao tặng cho đại diện phía Campuchia là đại sứ tại Việt Nam, Chinaverse, vật tư thiết bị y tế, gồm có 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95. Đây là hỗ trợ của Việt Nam tới người dân Campuchia trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước đó, vào tháng 4 năm 2020 và tháng 4 năm 2021, Việt Nam cũng đã tặng Campuchia nhiều vật tư thiết bị y tế, gồm có hệ thống xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn và các khoản hỗ trợ tài chính trị giá 500.000 đô la Mỹ. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Ấn Độ dự kiến sẽ khuyến nghị đeo 2 khẩu trang. Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca mắc tại Ấn Độ vẫn ở mức cao, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ ra khuyến nghị đeo 2 khẩu trang. Các quan chức Ấn Độ đánh giá sự kết hợp giữa đeo 2 khẩu trang và thực hiện thông gió chéo tại nhà có thể hạn chế sự lây lan của tất cả các biến thể của virus Vũ Hán đến 80% trong 20 đến 30 ngày tới. Tờ Economic Times vào hôm qua dẫn lời một quan chức nói, đeo 2 khẩu trang với lớp N95 bên trong và đảm bảo thông gió chéo trong các ngôi nhà, cơ sở là những biện pháp can thiệp quan trọng để giảm bớt lây nhiễm, vì bệnh này chủ yếu lây truyền qua hạt khi dùng. Khuyến nghị này được đưa ra dựa trên các nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Lancet và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Ấn Độ, trong đó cho rằng COVID-19 là bệnh lây truyền qua đường không khí hơn là qua các giọt bắn. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 259.269 ca nhiễm COVID-19 và 4.209 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 26 triệu ca và hơn 291.300 ca. Đây là ngày thứ tư liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận dưới 300.000 ca COVID-19 trên ngày, nhưng số ca tử vong vẫn ở mức cao với trung bình 4.000 ca trên ngày trong thời gian qua. Mỹ cho bảo quản vaccine Pfizer ở nhiệt độ tủ lạnh trong một tháng. Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA ngày 20 tháng 5 thông báo, vaccine ngừa COVID-19 do các hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh trong vòng một tháng. Theo đó, FDA sẽ cho phép bảo quản loại vaccine Pfizer này ở điều kiện nhiệt độ tủ lạnh từ 2 đến 8 độ C trong vòng một tháng. Trước đây, FDA chỉ cho phép bảo quản ở nhiệt độ này trong vòng 5 ngày. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học thuộc FDA, ông Peter Mac cho biết, với sự thay đổi này, vaccine Pfizer-BioNTech
sẽ dễ dàng tiếp cận người dân hơn vì các đơn vị cung cấp vaccine sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong khâu tiếp nhận, bảo quản và tiêm chủng. Tiếp theo là thông tin Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, giao tranh đến phút cuối, Mỹ cam kết viện trợ. Thưa quý vị, khoảng 11 giờ đêm ngày 20 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho biết, nội các an ninh của ông đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn chung và vô điều kiện ở Gaza do Ai Cập đề xuất. Nhưng nói thêm rằng, thời gian thực hiện vẫn chưa được thống nhất. Còn nhóm Hamas và Ai Cập cho biết, thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 5, sau 11 ngày xung đột giữa Israel và Hamas. Phía Hamas cho biết, lệnh ngừng bắn sẽ là tương hỗ và đồng thời. Ông Taher Onono, cố vấn truyền thông của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh nói, sự phản kháng của người Palestine sẽ tuân theo thỏa thuận này, chừng nào Israel cũng làm như vậy. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Abu Ubaidah, phát ngôn viên của nhóm Hamas, nói, chúng tôi đã có thể làm bẻ mặt kẻ thù, thực thể mong manh và quân đội tàn nhẫn của họ. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Benny Gantz đã ca ngợi những thành tựu quân sự chưa từng có về sức mạnh, độ chính xác và tầm quan trọng chiến lược trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố ở dãy Gaza. Sau khi phát ra tuyên bố ngừng bắn, hai bên vẫn tiếp tục có những đòn tấn công nhau cho đến tận thời điểm lệnh đình chiến có hiệu lực. Trong khi đó, Tổng thống Biden cho biết Washington sẽ làm việc với Liên Hợp Quốc và các bên liên quan quốc tế khác để cung cấp hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng cho việc tái thiết Gaza do Hamas kiểm soát. Ông Biden cho biết việc viện trợ sẽ được tiến hành theo cách không cho phép Hamas tái trang bị kho vũ khí quân sự của mình. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng cam kết bổ sung các tên lửa chặn đánh vòm sắt đã giúp Israel chống lại hơn 4.300 quả tên lửa từ Gaza bắn vào nước này trong suốt cuộc xung đột vừa qua. Chuyển sang quan hệ Mỹ-Nga, Mỹ-Nga hòa hoãn, Mỹ xuống nước trước điều kiện của Nga. Hôm 19 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov ở Iceland, bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực. Trong đó, hai bên đã cam kết hợp tác bất chấp khác biệt. Ngoại trưởng Lavrov phát biểu rằng, Nga và Mỹ có những khác biệt nghiêm trọng nhưng phải hợp tác trong những lĩnh vực mà lợi ích của chúng ta có xung đột. Còn ông Blinken thừa nhận hai bên có sự khác biệt và rằng Washington sẽ đáp trả những hành động gây hấn của Nga, nhưng thế giới sẽ an toàn hơn nếu lãnh đạo hai nước đã làm việc cùng nhau. Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Tổng thống Biden muốn có một mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán được với Nga. Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về an ninh mạng và việc chuyển quân của Nga ở biên giới với Ukraine, những vấn đề đã thách thức mối quan hệ vốn đã căng thẳng trong năm nay. Nửa giờ trước cuộc họp này, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số tàu và thực thể liên quan đến việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 trị giá 11 tỷ đô la Mỹ đưa khí đốt của Nga từ Bắc Cực đến Đức. Ông Biden đã phản đối thương vụ này, nhưng chính quyền ông đã quyết định gỡ bỏ trừng phạt đối với Gazprom, công ty giám sát đường ống và giám đốc điều hành của nó. Trước khi có thông báo trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt này sẽ giúp bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington. Thủ tướng Campuchia nói, không dựa vào Trung Quốc thì tôi dựa vào ai? Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đã bảo vệ mối quan hệ thân thiết của mình với Trung Quốc, viện dẫn rằng Bắc Kinh cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính cho quốc gia nhỏ bé của mình. Trung Quốc là người bảo vệ chính trị quan trọng và là nguồn hỗ trợ phát triển lớn nhất của Campuchia, đã giúp đầu tư hàng tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng. Điều này đã làm dấy lên những lời chỉ trích rằng Phnom Penh đã trở nên quá phụ thuộc và trở thành một đại diện cho Bắc Kinh. Nhưng Thủ tướng Hun Sen trong bài phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á trực tuyến của Nikkei hôm 20 tháng 5 đã gọi lời chỉ trích đó là không công bằng. Ông Hun Sen nói tại diễn đàn được tổ chức từ Tokyo, nếu tôi không dựa vào Trung Quốc, tôi sẽ dựa vào ai? Nếu tôi không hỏi xin Trung Quốc, tôi sẽ hỏi ai? Và cuối cùng là thông tin, Thủ tướng tương lai của Samoa hứa hủy dự án phát triển cảng với Trung Quốc. Thủ tướng sắp nhậm chức của Samoa, bà Fiami Mataafa đã cam kết hủy bỏ dự án phát triển cảng ở vịnh Vaiosu trị giá 100 triệu đô la Mỹ do Trung Quốc hậu thuẫn, cho rằng điều này là quá mức đối với hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, vốn đang là con nợ lớn của Trung Quốc. Bà Fiami nói với Reuters qua điện thoại từ Samoa, Samoa là một quốc gia nhỏ, các cảng biển và sân bay của chúng tôi đã đủ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi.
Rất khó để tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ cần quy mô được đề xuất trong dự án cụ thể này khi có nhiều dự án cấp bách hơn mà chính phủ cần phải ưu tiên. Lập trường của bà đánh dấu một bước ngoặt so với người tiền nhiệm, ông Tulepa Malilegaoi, người mà Trung Quốc coi là đồng minh thân thiết nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Năm ngoái, bà Fiammi từng nói, mức độ mắc nợ của chính phủ chúng tôi đối với chính phủ Trung Quốc là một vấn đề cấp bách đối với cử tri. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất ở Samoa, quốc gia có 200.000 dân, chiếm khoảng 40% nợ nước ngoài của nước này. Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã chỉ trích Trung Quốc về việc mở rộng các khoản vay cho các dự án cơ sở hạ tầng ở nước nghèo khiến họ phải gánh thêm khoản nợ không bền vững. Và trước khi kết thúc bản tin trưa nay, Khỏe Tự Nhiên kính mời quý vị cùng đến với một số thông tin về phương pháp sử dụng cây thuốc đối với các bệnh viêm xoang của người dân tộc Dao tại Ba Vì, Hà Nội. Chúc quý vị một ngày an lành! Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Theo Chân Lương Y Đi Tìm Thuốc cùng với Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề có khá nhiều người quan tâm. Có khán giả có nickname là Lành Vũ đã bình luận trên kênh Khỏe Tự Nhiên như sau. Mong chương trình hãy mang bài thuốc viêm xoang, viêm mũi dị ứng bán cho bà con thì sẽ tốt hơn biết bao. Một khán giả khác có tên Tú Bùi có hỏi, chương trình cho em hỏi có dứt hẳn được xoang không ạ? Nếu dứt hẳn thì cho em biết với, chứ em bị bệnh này gần 20 năm rồi, chữa khắp nơi rồi cũng không khỏi. Và có một bạn tên là Di Thị Hồng Đào có hỏi, chị Ngọc ơi, cho em xin địa chỉ đến khám xoang. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thưa quý vị, theo các bác sĩ, nếu ai trong chúng ta có biểu hiện như nghẹt mũi, chảy nước mũi, ngửi kém hoặc mất mùi, đau nhức mũi, vân vân thì rất có thể chúng ta đang bị căn bệnh viêm xoang làm phiền rồi. Thực tế ngày nay, do môi trường sống ô nhiễm, không khí nhiều bụi, xuất hiện nhiều loại vi khuẩn độc hại nên số người có vấn đề về xoang ngày một nhiều. Theo một thống kê, mỗi năm Việt Nam có đến khoảng 15 triệu người phải đi khám và điều trị xoang. Thường khi mới bị thì các bác sĩ tai mũi họng sẽ kê thuốc cho chúng ta. Nặng hơn thì các bác sĩ có thể sẽ khuyên chúng ta cần phẫu thuật, khi đó thuốc sẽ không còn mấy tác dụng nữa. Cho dù là dùng thuốc tây hay phẫu thuật thì thực tế có nhiều người hay bị xoang tái đi tái lại không dứt, lâu ngày sẽ biến thành các biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, với các lương y người Dao ở vùng chân núi Ba Vì lại có cách chữa trị độc đáo theo bí quyết gia truyền riêng của mình. Thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang. Thưa quý vị, theo lương y Triệu Thị Lan, viêm xoang là một bệnh lý gây nhiều phiền toái cho người bệnh. Ở trên chúng tôi cứ gọi là nó thối mũi. Đấy. Theo dân tộc chúng tôi cứ gọi nó là thối mũi, ở miền theo khoa học Tây thì có gọi là nó là viêm xoang, nhưng mà ở dân tộc chúng tôi gọi thối mũi. Mà nó có nhiều người nó bị thối nặng, nó còn thở ra mùi hôi hám, còn xì ra những cái mủ xanh vàng. Mà xoang thì mình cũng phải kịp thời để mà chữa trị. Đấy. Nếu không là nó sẽ ăn sâu vào những cái xương này, nó sập cái mũi ấy của mình này. Thật sự đấy. Nó sập cái sụn của mình này, là nó làm ảnh hưởng đến cả mờ mắt này nói chung. Qua kinh nghiệm khám và chữa bệnh lâu năm, truyền từ đời này qua đời khác, các lương y người Dao đã nắm được nguồn gốc những biểu hiện bệnh lý của bệnh xoang. Xoang thì như thế này, hiện tượng xoang à, nói chung là nó hay đau đầu này, rồi hay và ví dụ là viêm mũi dị ứng là hay hắt xì hơi này, nhiều lúc hay rất là chật mũi này. Mà viêm xoang ấy, là mình ngửi không thấy một cái mùi gì là nó thơm ngon cả. Viêm xoang nó biến chứng nó rất nhiều dạng, như là bị mờ mắt chẳng hạn, rồi nó đem lại nhiều cái biến chứng. Từ đó đưa ra cách điều trị viêm xoang dứt điểm cho từng bệnh nhân, trong đó có cả cách điều trị sáng tạo dành cho người hiện đại vốn khá bận rộn. Cái viêm xoang đấy thì nó có cũng có 3 loại, một loại là đun này, nếu mà đau đầu, đau nửa đầu mà đau đầu mà nó hay đêm nằm mình có dịch mà xuống cổ này này, là nó viêm cả họng này thì mình nên uống cái đằng đun. Thế còn cái đằng mà mình bị xoang là viêm cả tai giữa mà hay ra mủ, hay là bị viêm tai giữa mà hay nghe nó nặng đầu thì có thể là mình uống thuốc viên được. Thế mà nó viêm xoang nó hay mình cứ thịt ra là nhiều lúc nó có cả cái mũi nó xanh xanh này. Đấy, vàng vàng là mình phải vừa uống vừa xịt. Tức là mình cứ nghịt cái mũi của mình chật, mình nói cứ như là ấy này, thì mình phải xịt. Xịt là phải mình phải khẽ khẽ cho cái
cái vòi mà viêm xoang đấy vào răng sâu này, mình lấy tay mình hơi, gọi là mình hơi bấm đấy, mình bấm mạnh là nó hay thấp tít vào trong này, là nó bị quá sót nha. Sót đấy là ai viêm xoang thật nặng ấy thì nó mới sót, nhưng mà sót một hai lần thôi, đần đần nó đỡ dần dần là nó sẽ khỏi, nó không sót nữa đâu. Các cây thuốc nam được chế biến thành thuốc xịt, thuốc uống, nhưng khi dùng bệnh nhân cần lưu ý đến vấn đề công thuốc. Đôi khi biểu hiện như thể nặng hơn nhưng chỉ 1 đến 2 ngày sau sẽ tiến triển tốt dần. Có người giỏ vào nó còn chảy bao nhiêu cái mủ nhá, xanh vàng nó chảy ra còn nhiều hơn cái lúc chưa giỏ thuốc ấy. Đấy là nó tiêu những cái dịch đi là nó phải chảy ra. Thế mà nhiều người ta không tin, người ta bảo ui giỏ gì, cái thuốc đấy trong nó giỏ xuống nó lại càng nhiều dịch. Không phải đâu, giỏ xuống nó tiêu, nó làm cho cái ở trong nó viêm, nó có mủ trong này, nó ra càng nhiều mủ nữa. Thế mà nó ra càng nhiều nó lại càng chóng khỏi. Người ta, những cái người người ta lấy thuốc của mình, người ta tin của mình, người ta gọi điện cho mình tư vấn cho người ta thì người ta tin mình, người ta lấy là khỏi. Và cũng theo như lời khuyên của lương y Triệu Thị Lan, bệnh nhân cũng nhớ là cần phải kiêng một số loại thức ăn trong quá trình điều trị mới có hiệu quả tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách điều trị bệnh viêm xoang theo bài thuốc nam gia truyền nhiều đời của người Dao, quý vị có thể liên hệ với lương y theo số điện thoại lương y Triệu Thị Lan, số điện thoại 0388 322 571 hoặc 0989 213 662. Nếu như có các trường hợp quý vị dùng thuốc và dứt khỏi được căn bệnh viêm xoang khó chịu của mình hay gặp các vấn đề gì phát sinh, xin hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi quý vị nhé. Chương trình Theo Chân Lương Y đi tìm thuốc của Khỏe Tự Nhiên cũng xin được khép lại tại đây. Nếu quý vị có những yêu cầu làm về chủ đề sức khỏe nào khác, hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký các kênh YouTube cũng như Facebook của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn luôn được mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.